chào quý vị và các bạn. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Niềm tin Hàn Việt. Ngay bây giờ là những nội dung chính trong chương trình Niềm tin Hàn Việt kỳ này. Sản phẩm nổi bật của Đồng Tháp ra mắt người dân thủ đô. Tái khởi động kinh doanh sau Covid và trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020-2021. Local Gap, tiêu chuẩn mới cho doanh nghiệp và nông dân. Tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp chính thức đưa vào sử dụng một trung tâm giới thiệu và trưng bày đặc sản và du lịch của tỉnh tại địa chỉ số 566 đường Bưởi, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trung tâm có khoảng 200 sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp của hơn 50 doanh nghiệp tham gia giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô. Các doanh nghiệp tham gia trưng bày giới thiệu tại trung tâm này ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau như nông sản, thủ công mỹ nghệ, du lịch. Ở đó có các sản phẩm của người khởi nghiệp, sản phẩm ô cốp, sản phẩm của các doanh nghiệp lớn đã có uy tín và hệ thống phân phối. Không gian giới thiệu được chia ra làm nhiều khu vực như khu vực bán sản phẩm, khu vực dành cho du lịch, khu chợ ẩm thực và hàng thủ công mỹ nghệ. Ngay trong buổi mở cửa đầu tiên, nhiều người tiêu dùng thủ đô đã biết thông tin tìm đến mua hàng, có người tỏ ra thích thú với một số sản phẩm đặc trưng từ Đồng Tháp mang ra. Thưa quý vị và các bạn, sau khi công bố danh sách chính thức 604 doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020 trên các phương tiện truyền thông đại chúng vào tháng 2 và chuẩn bị cho lễ công bố thì Việt Nam gặp đại dịch coronavirus. Nó tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế toàn cầu và làm gián đoạn thay đổi hầu hết các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt, thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Và đến nay, sau gần 4 tháng, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao mới tổ chức được một hình thức khác của lễ công bố, đó là tái khởi động kinh doanh sau Covid và trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao cho doanh nghiệp với quy mô nhỏ hơn ở hai nơi, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể thì tại hai địa điểm trên đã có những hoạt động gì cho doanh nghiệp? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Lần đầu tiên lễ công bố ở quy mô nhỏ được tổ chức tại Hà Nội, thu hút nhiều doanh nghiệp phía Bắc tham dự. Cùng với đó là sự góp mặt của các cơ quan, bộ ngành, hiệp hội, các chuyên gia kinh tế. Tại sự kiện, ban tổ chức cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về những thay đổi trong thói quen, tâm lý, hành vi của người tiêu dùng sau Covid-19 với hai bài báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Kantar World Panel và của Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA vừa thực hiện trong tháng 5 năm 2020. Ban tổ chức còn mời đến hai nhân vật quan trọng là ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại và ông Richard Moore, Giám đốc điều hành công ty Richard Moore và Cộng sự. Đây là hai nhân vật đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của thương hiệu Việt trong 20 năm qua. Tại Hà Nội, đã có những doanh nghiệp từ miền Nam đã cất công ra đây để nhận chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, qua đó như sự khẳng định về việc thương hiệu của họ đã có mặt ở thị trường ngoài Bắc. Và hơn thế nữa, đó là một thông điệp được gửi đi cho thấy những thay đổi về cách tiếp cận thị trường, người tiêu dùng ở thị trường nội địa và nhất là phía Bắc. Đây là lần thứ 7 doanh nghiệp Quý Phúc rất là hân hạnh được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó là một cái chứng nhận rất là thực tế và ý nghĩa bằng những cái thực tế do người tiêu dùng đã trải nghiệm thực tế sản phẩm và cái dịch vụ của Quy Phúc. Cái đó là cũng là cái động lực, đó là một cái điều rất là tuyệt vời để chúng tôi tiếp tục tập trung cho việc đầu tư trong công việc sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp chúng tôi. Chúng tôi cũng vẫn tiếp tục tập trung cho cái việc xuất khẩu như là Thái Lan, Mã Lai Xia và Myanmar, Campuchia, và cái thị trường trong nước chúng tôi cũng phải giữ vững để phục vụ cho người tiêu dùng. Thị trường miền Bắc thì chúng tôi đã có thị trường từ rất lâu rồi. Từ những năm 2012-2013 chúng tôi đã phát triển thị trường ngoài này rồi. Tuy nhiên thì giai đoạn năm 2020 này chúng tôi đã có một cái định hướng chiến lược phát triển toàn vùng thị trường miền Bắc. Tuy nhiên thì ngay từ khi mà triển khai cái việc này thì nó bị ảnh hưởng đến cái dịch vừa rồi.
Tuy nhiên thì sau dịch thì chúng tôi đã xây dựng được cái chi nhánh của công ty tại miền Bắc. Đồng thời là chúng tôi đã có kho bãi ở khu vực này. Thì đây là một cái thị trường cực kỳ lớn và chúng tôi đã có những cái chiến lược, những cái định hướng để chúng tôi phát triển trong cái giai đoạn 2020 và những giai đoạn tiếp theo. Qua gần 3 tháng mà đại dịch nó diễn ra, nói chung là tình hình của Việt Nam mình ảnh hưởng rất lớn về kinh tế xã hội. Công ty chúng tôi là thực hiện nghiêm các chỉ thị mà của Thủ tướng Chính phủ ban hành. Còn phía khách hàng thì công ty chúng tôi thì sau dịch hỗ trợ khách hàng đại lý sau dịch cho tháng 5 và tháng 6. Cụ thể là chúng tôi thưởng thêm 3% trên doanh số. Với cái tình hình ảnh hưởng rất là khó khăn của hiện nay thì KNV là với cái mục tiêu là chất lượng lên hàng đầu. Do đó chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành sản xuất kinh doanh để đưa ra thị trường các sản phẩm với cái chất lượng cao nhất và các độ an toàn cao nhất, đặc biệt là các sản phẩm thân thiện môi trường. Trước cái dịch Covid-19 thì cũng hoạt động rất là ổn định, nhưng mà do cái dịch bệnh cho nên cũng có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty, cho nên công ty cũng cố gắng duy trì cái sản xuất, tạo công ăn việc làm cho anh chị em công nhân thông qua cái chương trình hàng năm chất lượng cao. Cảm ơn cái chương trình đã đồng hành với công ty. Khi mà dịch Covid bước đầu đã được kiềm chế rồi thì công ty sẽ tái khởi động lại những cái kế hoạch, cụ thể là sẽ nỗ lực quảng bá cho thị trường và tham gia những cái hoạt động của hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Chúng tôi hy vọng là cái chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp và nông dân xây dựng tiêu chuẩn cùng với lại các cái kỹ năng khác thì chúng ta sẽ cùng nhau làm việc trong những cái thời gian sắp tới ở Hà Nội. Thêm nhiều cái mối giao lưu hàng hóa như vậy, thị trường nội địa của mình sẽ mạnh lên. Chúng ta thấy nước Hoa Kỳ, Mỹ Latin, châu Âu hiện nay đang rất là khó khăn. Bây giờ cái cứu cánh của chúng ta là thị trường nội địa. Chắc chắn là cái điều mà chúng ta phải tích cực làm trong thời gian sắp tới. Và chúng tôi xin được đóng góp một cái phần nhỏ của mình đồng hành cùng với lại doanh nghiệp. Tại lễ trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao ở thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nhân đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm vượt qua và tái khởi động ngay trong mùa dịch. Đồng thời, ban tổ chức tiếp tục cung cấp nhiều thông tin cập nhật cho doanh nghiệp về những thay đổi trong thói quen, tâm lý, hành vi của người tiêu dùng sau dịch Covid-19. Bài học của tôi thì chẳng hạn là cái nông sản Việt Nam của mình thường xuyên là dựa vào cái phần xuất khẩu. Mà tôi lần này tôi rất là tâm đắc về cái phần sử dụng nông sản nhiều hơn nữa để mà giúp đỡ cho bà con nông dân. Thanh long bây giờ hiện nay là tới cái phần bơ, sầu riêng vân vân. Mà hiện nay gần đây nhất tôi cần nghiên cứu thêm có gạo nữa. Covid-19 này tôi tạo cho cái phấn khởi những cái tâm huyết, phải là để nghiên cứu nhiều hơn nữa. Toàn dân Việt Nam, toàn doanh nghiệp này kia phải có đối bản thân có cái niềm tin để làm tốt cái công việc này để mà thách thức cái phần đó là Covid-19 này thì qua sau có hậu quả như thế nào thì mình phải khắc phục bằng tốt hơn. Khi mà dịch Covid xảy ra và vào khoảng tháng 3 với tháng 4 thì đỉnh điểm thì lúc đó Nghi Duy Tân cũng ghi nhận cái doanh số bị sụt giảm cũng tương đối đáng kể. Tuy nhiên tháng 4 và tháng 5 Duy Tân đã ghi nhận một số cái tín hiệu tích cực của thị trường, doanh số đã lấy lại và thậm chí có một số mảng hàng chúng tôi đã vượt cái chỉ tiêu doanh số. Trong cái thời điểm dịch thì nhiều người sẽ tập trung là coi trên mạng hơn. Vì thế chúng tôi phát triển hai kênh, đó là kênh fanpage của Facebook và kênh Instagram. Trường hợp năm nay trở lại, mọi thứ trở lại vào tháng 8, tháng 9, tôi nghĩ là sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể ở cái thị trường xuất khẩu. Nếu mà có đơn hàng xuất khẩu thì Duy Tân vẫn xuất khẩu bình thường. Tại vì như hồi nãy có chia sẻ, thì với hàng hóa thì không có bị kiểm dịch. Mình chỉ phun khử trùng và mình đạt các tiêu chuẩn về xuất khẩu thì mình sẽ được xuất khẩu thôi. Sau cái định mà cách ly của chính phủ á, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 là công ty có giảm về sản lượng, kể cả luôn giao hàng. Thì công ty cũng hy vọng là đang trên cái đà, học sinh còn đi học, chưa nghỉ hè thì cũng đang lấy lại dần dần thị trường. Hôm nay công ty cũng làm một chương trình khuyến mãi cũng khá là đậm, kéo dài đến hết 31 tháng 7 để anh em có thể là hỗ trợ cho người tiêu dùng và nhà phân phối. Kể cả luôn công nợ này kia thì mình cũng tăng lên để cho đẩy cái hàng trong nhà phân phối ra và công ty cũng bắt đầu là ổn định sản xuất. Thực tế với bản lĩnh của mình, bằng nhiều phương cách khác nhau, cộng đồng doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã trụ vững và từng bước vượt qua khó khăn.
Thậm chí nhiều doanh nghiệp đã trở thành biểu tượng vượt khó khi họ không chỉ tập trung sản xuất kinh doanh, lo cho đời sống người lao động trong thời gian dịch bệnh, mà còn nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm mới, hướng đến tiêu chuẩn mới để khi hết giãn cách, doanh nghiệp có thể tự tin tăng tốc. Hiện tại thì Virico đang có rất là nhiều dòng sản phẩm như là nước yến ngân nhĩ, nước yến xào, đó, dòng sản phẩm nước nha đam, dòng sản phẩm về nước ép trái cây. Và đặc biệt mỗi cái dòng sản phẩm này đều có nguyên liệu từ thiên nhiên, công nghệ để mà sản xuất ra được những sản phẩm giữ lại được cái hương tự nhiên, cái vị tự nhiên và những cái vitamin khoáng chất có sẵn trong những cái nguồn nguyên liệu đó, đó là một điều quan trọng. Nên chính vì vậy Virico đã nghiêm túc đầu tư từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, đó là đầu tư về nhà xưởng, về dây chuyền sản xuất. Chúng tôi hiện tại đang có 12 dây chuyền sản xuất. Và các dây chuyền này đều đạt được tiêu chuẩn của châu Âu. Có mai chúng tôi thì đó nó có nhiều cái sản phẩm, trong đó có sản phẩm thức ăn thủy sản, có sản phẩm đông lạnh, đồng thời cũng có cái sản phẩm gạo. Chúng tôi tự mà vượt qua khó khăn bằng cách là cố gắng để tiêu thụ thì để hướng tới thị trường trong nước với người tiêu dùng trong nước, thì có mai đang làm tiếp cận các hệ thống mà phân phối mà các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, rồi Hà Nội, thì cái bộ phận thị trường đang triển khai để mà kích hoạt cái tiêu dùng trong nước. Cái tay cao su Nam Long thì có 80% là thị trường là nội địa, 20% là xuất khẩu. Thì khi mà gặp dịch á, thì mình có cách ly xã hội á, thì là ban đầu nó khó khăn về việc là phân phối. Tất cả các chợ nó đóng hết, thành ra là nó bị chậm về phân phối. Thì bây giờ chúng tôi định hướng là phải đa dạng hóa cái thị trường ra, không chỉ các nước châu Á mà còn phải qua cả những các nước về phía dưới khu vực như là Ấn Độ, rồi Bangladesh, rồi là khu vực châu Phi. Công ty cũng đã linh động để điều chỉnh ca làm việc cho các công nhân viên để bảo đảm được cái đời sống của họ không có bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch. Và sau dịch thì cái chiến lược ngắn hạn của công ty là vẫn là muốn kích cầu khách hàng để có thể tái kích cầu khách hàng sử dụng lại các mặt hàng thể thao ngoài trời. Cũng như là công ty cũng sẽ đưa ra nhiều khuyến mãi để họ có thể tiếp cận cái dòng sản phẩm của công ty nhiều hơn, để đẩy mạnh về cái khoản thương mại điện tử để có thể tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn, đó nhất là đối tượng khách hàng trẻ. Sản phẩm của Điện Quang thì cũng phải là một cái dòng sản phẩm mà nó chất lượng nhu yếu phẩm mà thường xuyên đối với lại người dùng. Vì vậy là trong quá trình chống dịch thì Điện Quang cũng gặp cũng khá là nhiều khó khăn. Vì vậy là trong quá trình đó thì thay vì bây giờ phát triển việc kinh doanh thì Điện Quang sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm vì cộng đồng. Thì trong đó thì Điện Quang đã ra đời cái dòng sản phẩm đèn diệt khuẩn tập trung vào dây chuyền sản xuất chip LED. Và đây là một trong những dây chuyền sản xuất chip LED đầu tiên tại Việt Nam, và tìm kiếm thêm nhiều nguồn cung khác để đảm bảo được cái việc là cái sản phẩm ra ngoài thị trường đảm bảo an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Năm nay do tình hình dịch bệnh diễn ra từ quý 1 và hậu quả tác động thị trường vẫn còn tiếp tục kéo dài, doanh nghiệp cần có thời gian phục hồi sản xuất kinh doanh, nên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao đã đi đến thống nhất. Chứng nhận logo Hàng Việt Nam Chất lượng Cao lần đầu tiên sẽ có giá trị sử dụng liên tiếp 2 năm 2020 và 2021. Cuộc điều tra khảo sát người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam Chất lượng Cao lần tiếp theo sẽ được thực hiện vào cuối năm 2021 và công bố vào đầu năm 2022. Trong thời gian từ nay đến lần khảo sát tiếp theo, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, trụ vững trên thị trường nội địa, đồng thời thúc đẩy chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đạt Hàng Việt Nam Chất lượng Cao chuẩn hội nhập và các tiêu chuẩn quốc tế cần thiết để thâm nhập thị trường thế giới. Và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổ chức Tiêu chuẩn Global Gap, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao đã tổ chức một cuộc hội thảo lớn với tên gọi Tiêu chuẩn mới cho doanh nghiệp và nông dân để khởi động kinh doanh sau COVID-19. Tại đây, thì Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao và Bộ Khoa học và Công nghệ cùng nhìn lại quá trình 2 năm hợp tác giúp doanh nghiệp và nông dân xây dựng tiêu chuẩn. Rất nhiều nội dung đã được các chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ tại sự kiện này.
Những ghi nhận sau đây của chúng tôi sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về những tiêu chuẩn cho doanh nghiệp và nông dân mà hiện nay Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đang thực hiện và sắp thực hiện. Hội thảo tiêu chuẩn mới cho doanh nghiệp và nông dân để khởi động kinh doanh sau Covid-19 thu hút sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Chu Ngọc Anh, cùng các cơ quan ban ngành, nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chuyên gia lãnh sự quán nước ngoài. Quá trình 2 năm Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Bộ Khoa học Công nghệ hợp tác đã giúp nhiều doanh nghiệp và nông dân xây dựng, tiếp cận với các tiêu chuẩn phổ quát của Việt Nam, thế giới, nhất là tiêu chuẩn Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập mà Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao ban hành. Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập đã ký kết thừa nhận lẫn nhau với Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, với tổ chức GMP cộng và tham gia là thành viên của tổ chức tiêu chuẩn quốc tế Global Gap từ năm 2018 đến nay. Tại hội thảo, ban tổ chức cũng trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập cho 4 doanh nghiệp thực phẩm và phi thực phẩm. Như vậy, từ khi hoàn tất khâu xây dựng bộ tiêu chí, đến nay chương trình đã cấp chứng nhận này cho 146 doanh nghiệp. Chúng tôi đã hoạt động hơn 10 năm trong cái ngành phụ gia thực phẩm và phụ gia thủy sản, thì chúng tôi đã cố gắng rất là nhiều từ cái khâu tiếp nhận nguyên liệu, chọn nhà cung cấp nguyên liệu đến là khâu kiểm soát rất là khắt khe. Ngoài ra chúng tôi áp dụng rất là triệt để các cái tiêu chuẩn quốc tế, nhận được cái chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, thì thực sự là chúng tôi rất là vui mừng tại vì cái tiêu chuẩn này thì được đánh giá rất là thực tế. Bên tôi là cảm thấy là rất là vinh dự khi mà được nhận cái chứng nhận hiện tại, vì là đã được coi như là một đơn vị thứ ba họ công nhận cái sự nỗ lực của chúng tôi hiện tại, cũng là một cái động lực để cho toàn bộ nhân viên rồi là anh chị em trong công ty cố gắng hơn nữa. Hai năm vừa rồi thì chúng tôi nhận thấy có mấy ý nghĩa của cái việc tổ chức cái chuẩn này. Đầu tiên là cái hội của Hàng Việt Nam chất lượng cao đã có một cái cách tiếp cận toàn diện hơn khi mà đưa ra cái tiêu chuẩn cả ở đầu ra và đầu vào. Thứ hai của cái bộ tiêu chuẩn này ra đời đó chính là Hiệp hội Việt Nam chất lượng cao đã đưa ra một cái cách là kết hợp giữa các cái yếu tố đánh giá chủ quan với các yếu tố đánh giá khách quan dựa trên khoa học kỹ thuật. Thứ ba khi mà chúng tôi đánh giá lại, đó là một cái sự vào cuộc rất là nhanh, rất là chủ động và rất là sớm của Hiệp hội Việt Nam chất lượng cao. Cuối cùng, cái ý tưởng của xây dựng cái bộ tiêu chuẩn này đó chính là không chỉ là chúng ta tập trung đưa những cái sản phẩm hàng chất lượng cao của Việt Nam xuất khẩu, mà chúng ta đã quan tâm rất nhiều hơn đến người Việt Nam. Qua 2 năm thực hiện bộ tiêu chí Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, thì một điểm rất quan trọng là chương trình đã xây dựng được một tiêu chuẩn bước đệm giữa VietGAP và GlobalGAP để đưa nông sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường thế giới. Đó chính là LocalGAP. LocalGAP là chương trình nhằm tạo bước đệm cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận từng bước với thực hành nông nghiệp tốt theo chuẩn quốc tế, được sự thừa nhận rộng rãi của đa số thị trường khó tính thế giới. Chuyên gia LocalGAP Nguyễn Kim Thanh trong gần 2 năm trở lại đây đã tư vấn cho các hợp tác xã nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Từ kinh nghiệm thực tiễn này, bà chia sẻ nhiều nội dung về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Các diễn giả cũng bàn tới làm sao để tiếp thị nông sản Việt Nam vào thị trường châu Âu khi Hiệp định EVFTA đã được phê chuẩn. Thạc sĩ khoa học về nông học nhiệt đới Steven Stamens đã đưa ra những lời khuyên để nông sản Việt Nam có thể vào khu vực này. Trong đó, ông nhấn mạnh đến tiêu chuẩn LocalGAP. Nếu như mà mình không có đáp ứng các yêu cầu luật định của cộng đồng chung châu Âu thì mình sẽ không xuất được vào cái thị trường chung châu Âu. Tiêu chuẩn LocalGAP thì đây gần như là một cái tiêu chuẩn nó bắt buộc khi mà mình tham gia vào trong cái thị trường châu Âu. Chúng ta cần cũng phải xác định được là cái thị trường ngắt của chúng ta là cái gì, thì khi đó là có thể là sẽ có một số cái yêu cầu sẽ phải gia tăng thêm. Cái chuyện mà xây dựng lòng tin đó là một cái chuyện khó, thì như vậy là cái lời khuyên của tôi sẽ là tổ chức những cái nhà sản xuất lại với nhau. Chúng ta đã có những cái hợp tác xã rồi, nhưng mà nếu như chúng ta tổ chức trong những cái tổ chức chuyên nghiệp giống như là BSA ở đây thì có thể là chúng ta sẽ có một cái vị thế khác. Tại vì những cái nhà sản xuất nhỏ thì chúng ta sẽ không có phương tiện, chúng ta cũng không có đủ nguồn lực về tài chính để chúng ta làm tất cả mọi việc.
Ngay tại chương trình, Tổ chức Hỗ trợ Dân tộc Thiểu số Cải thiện Sinh kế thuộc Ủy ban Dân tộc Quốc hội cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao tài trợ cho chương trình xây dựng tiêu chuẩn Local GAP của các hợp tác xã. Việc ký kết này đánh dấu một chặng đường mới của cuộc hợp tác giữa Bộ Khoa học Công nghệ và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao để góp phần nâng tầm tiêu chuẩn cho nông dân, hợp tác xã tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Niềm tin Hàn Việt kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Niềm tin Hàn Việt kỳ tới.